quan à. Cậu điện với ông Long có hát đi vậy? Có, nãy điện rồi đó. Còn hát đi không? Treo 700. Mọi này là con lan sen, mọi này thành phố không có đó. Đúng rồi. Chim rừng. Đặc sản. Tôi mới làm mấy áo giòn không. Cái này chị Linh chiên giòn hả? Chứ mình xào nó mềm lắm. Vậy hả? Mấy ông? Chị mày chiên giòn đi mày ơi. Rô tây chiên giòn. Ủa chim này nãy anh kia nói anh bán vậy hả? Có đâu. Trời đất ơi, không bán. Tì mày lấy thao bỏ vô đi, rô ti chiên giòn, rô ti cũng như chiên giòn rồi đó, nó thấm chim lắm. Cái chim này xào lăn xào nó mềm rất không ngon. Nó chiên xào rô ti đó mới ngon. Em nghĩ cái ông này bắn cũng hay à. Không bắn nhiều mà nó bắn không có ghi một viên một con. Trời ơi, ông bắn gì mà qua thấy cũng bộn dữ vậy trời. Ở đây mình có bán đồ nhậu không vậy? Ở đây bán lẩu bò rồi không, đồ bò rồi. Rừng mới đi mua đó. Rừng là mình phải ken quậy quá kia nè. Chặt hết đi rồi. Tên Ken hả? Ken. Trời ơi. Ô cũng tròn trịa dễ thương quá chứ bộ. Chị có bao nhiêu đứa rồi? Cháu nội mà. Uống bia biết rồi. Bốn đứa cháu nội mà hai thằng ở đây hai thằng. Uống bia ép lạnh rồi. Uống thằng cháu nội. Đã nhà hả? 3 thằng trai cơ mà. 4 thằng cháu nội, 3 thằng trai rồi hả? 3 thằng trai à. Trời 2 thằng lấy vợ. Mà 4 đứa cháu nội cháu trai luôn, đứa thằng gái. Trời đất ơi, kỳ vậy. Hôm nay nhậu món này cũng ngon nè, chim rừng rô ti nha. Chim rừng rô ti thì vô địch. Xả cái đấy, xả không Long ơi. Xả vào tủ á. Ngon hơn là cái thịt mình mua nè. Treo. Ngon hơn con treo nè. Tại treo mà mua. Ken bước ra ngoài. Ken ra kìa. Đi ra đây con. Đi. Em bắt kìa đi máu con coi em coi. Mới thắng mừng mấy ký mở. Bắt mở. Yeah. Ngon ta. Mấy ngày đi nhậu vòng từ biệt bạn bè bà con nữa. Học từ chiều cái bữa nào em làm lại món này. Ở dưới quê em á, mấy con chằn nghịch nhiều lắm. Đúng rồi. Ừ. Cái đó mà rụng mía đúng rồi đó. Đúng rồi. Dầu mỡ đó. Này ngủ gì hương không? Này thơm phức luôn á. Mùi đã. Tiêu. Mùi tiêu luôn. Rồi. À cái nhà của anh nãy là đi vô cái đường đen được phải không? Chợ Bù Na không? À, hồi nãy đi ngang nhà anh đó. Ừ đúng rồi, nãy vô đường đó đó. Vô sát chợ á, sát chợ Bù Na đó. Đúng rồi. Chứ hồi nãy chồng chị chở em cũng đi đường đó. Ừ, đi đường đó. Qua chừng mềm chưa đó nha, giòn chưa đó nha, cái coi chừng xe nhắc thì nhà cũng nứt đó. Được. Nấu lại. Làm cái món này thấy cũng nhanh quá ha. Đấy đây xong rồi. Ăn cơm được rồi, dân nhậu mà, lo gì. Em thấy gì là nhiều á, ăn gì hết. Ở ngoài kia em thấy dân nhậu không mà ít ăn lắm. Ủa hồi nãy là đi ở từ dưới đó đi lên tới trên này là thơ ở cho tưởng đâu trên kia về chứ. Dạ không, ở dưới Sài Gòn lên đó. Cũng có mà làm lẽ, cũng là một cúng. Chim một ăn. Ăn nữa coi. Ăn nữa coi nó mềm không? Mềm không? Chim rừng anh ơi.
chưa hả? Mới rô ti đó. Cháo rồi vàng anh. Đủ nãy giờ. Ngon dữ ha. Mà đi mượn khúc mà ở đây mà ai mà ăn khúc chào mao. Chào mao rồi đó. Dạ. Ở chỗ này ngon hơn chừng ngon hơn con treo hồi nãy. Giỡn à. Kim rừng mà. Đâm ớt chấm ha. Con treo, treo này mình làm gì vậy? Chai này. Thơm phức luôn. Rồi. Khoảng bao lâu chín vậy? 5 phút à? Năm. Này nó thật dừng. Vậy hả? Nó đông đá.
thì khoảng 15 phút em. Cái này nãy ướp lạnh rồi phải không? Đúng rồi, ướp lạnh lắm. Cái ướp lạnh này. Không để cho chim á. Đúng rồi. Chiếu lạnh đi không có bảo đảm mình chim rừng chứ không có. Mà được anh ơi, nó bê đi cho từ ổi sao? Trời ơi. Gặp đi. Chim rừng. Ăn trước mà tôi nấu. Thử cái chén cho anh Hùng vậy. Được rồi anh ơi. Để đó, mình ăn cắm nha. À. Tôi thì nó bắn về là cho nó kêu lên nó sợ. Ủa sao nó cắm là bắn hơi mình cắm luôn hả? Đây nó xuống là bắn cắm. Thôi thôi vậy. Cái bẫy à. Ở vườn nhà. Nhà sao bắt ngọt lắm. Trời, tay nghề em được quá. Trời ơi, nó cũng vậy mà. Đồ ăn không? Thôi vô anh ơi. Chào chào chén không cho được. Đó. Ủa kìa. Thôi cần à. Chấm đúng rồi. Khó cần chấm gì luôn. Chưa làm lúc này em chia tay. Chia tay con cháu. Bình. Ăn cái bánh mì không? Trời ơi. Cái mùi nó thơm phức luôn trời. Này nhiều con quá chưa biết nữa. Ở đây nó ăn cũng tay nghề cao quá hả? Đúng rồi. Không nè, chị nói ổng mới là cao thủ. Ổng cao thủ làm đồ nhậu. Tay nghề ổng mà. Thôi chị mời chị uống đi. Cho phần rau xanh còn lên nữa mà. Uống nữa. Đó, đau bỏ vô. Đó. Không phải là không uống được, một cao cái góp không uống được. Nói đừng chuyện gì đó. Chụp hình cái thôi. Lai lên. Lai lên. Chụp hình nhau lui ra đi người khác. Điểm lành ra tay đâu bác á. Vậy hả? Lai lên, hàng hiếm, chỉ có núi mới có thôi. Dạ, em xin phép mình thử cái này đó nha. Còn nó dai không mà. Dạ, đúng rồi. Còn che lại dưới ý. Che luôn. Dắt đi. Ngon mà mày hỏi mềm chưa chứ không mùi ha, mùi mềm chưa thôi ngon mềm chưa chưa ăn tôi ấy cái mùi dài lắm mềm chưa mềm bao cái thịt này mềm mà cái da thì cứng nhắc hả cái nào rõ là ăn da mày liếm thôi liếm thôi liếm mà uống như vậy liếm đâu đúng đúng đừng có chỉ cục đó mà chỉ có chì vậy da thứ chừng có đẹp nha cái da nó dài thiệt cái thịt này mềm Okay. Dạ, rồi, cái ăn nó như có cái da dai nó dai nhưng mà nó giòn cắn nó giòn bún luôn á nó phải dai lắm nó dai nhưng mà khi mà cắn rất là giòn nếu có tay nghề mở quán nhậu tôi mà nấu nhậu mình xịt xỉn là cái đứa mà tôi đục à không có món đến nhậu bát gì thôi uống rồi ăn có vẻ hơn đúng không đúng rồi nhậu mà đôi khi vô đó kia lũ một xí rượu ba xí dầu nó gần lâu á nghe nghe gõ ra nhậu mà thằng nào cà chớn là đục á bớt cà chớn nha xí rượu rượu ba xí dầu chát lắm à. Mày nó ngon có xí rượu mình ngâm đẹp mới sáng ai chịu nổi tôi quay hết còn được bao nhiêu người không có đạn đi trả thủ đây là trả thủ bắn chim à. Chứ thì có gì nhỏ không sao mà ông bình bình là gì sừng đậu cho nghe mới bên kia kìa giờ nó sừng đậu tại vì để nó ba lô nó hết hồn chẳng làm dữ vậy ông nội để bên kia kìa bên này của tao mày rảnh quá cậu diệt qua đó cậu diệt qua kìa cậu diệt qua vậy hả